Các bạn thân mến, hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Sáng nay thì Hường đã nhận được những dòng thư từ miền Nam gửi ra. Đó là những dòng tâm sự của một người có một tình yêu tha thiết dành cho Hà Nội. Anh ấy viết như thế này. Tôi nhớ những ngày đầu mùa thu, tôi được đi tập huấn chuyên môn về âm nhạc và đặt chân đến Hà Nội vào mùa thu. Một nỗi nhớ bâng khuâng, da diết mỗi khi nhớ về một thành phố thấm đẫm hương hoa, những con đường hoa rơi như tuyết phủ dưới trời Âu. Hoa sữa có mặt trên rất nhiều đường phố thủ đô, nhưng có lẽ với tôi hay những người yêu Hà Nội thì chỉ duy nhất một con phố mang đặc trưng mùa hoa sữa Hà Nội, đó chính là phố Nguyễn Du. Ngày ấy cứ mỗi chiều tôi hay lang thang tản bộ phố Nguyễn Du, và tình cờ quen một cô bạn trong chuyến đi này. Người con gái Hà Nội như một nàng thơ, dịu dàng, nhẹ nhàng và quyến rũ bởi giọng nói đậm chất Hà Nội. Thế rồi từ đó quen nhau, trong một thời gian ngắn, chắc có lẽ đồng cảm nhau mà hai trái tim đã rung động, bắt đầu những phút giây ngọt ngào kể từ đó với những kỷ niệm khó quên. Ngày cuối cùng về lại miền Nam mà trong lòng rất bịn rịn, nỗi buồn trong lòng như muốn ứa lệ, cầu hẹn ước sẽ giữ mãi cho nhau tình cảm đẹp của hai đứa, viết thư thăm nhau. Rồi thời gian xa cách, có lẽ mỗi người mỗi công việc ngược xuôi, dần dần mất liên lạc với nhau. Bản thân mình là một nghệ sĩ lãng tử phiêu lưu. Khi trở lại Hà Nội lần thứ hai, thì cảm xúc dâng trào như muốn tìm lại hình ảnh của người con gái năm xưa mà mình hẹn ước. Nhưng có lẽ chỉ còn trong kỷ niệm. Chắc cô ấy đã đi lấy chồng. Nhưng hình ảnh vẫn còn trong lòng mãi. Thế là cảm xúc ấy gắn liền với hoa sữa nồng nàn thật nhẹ nhàng. Và mình đã viết nên ca khúc Nhớ Mãi Hà Nội. Bài hát là lời tâm sự của người con trai miền Nam đến với Hà Nội lần thứ hai để tìm lại hình dáng người con gái năm xưa. Con phố nhỏ đợi ai chiều nay về? Hà Nội ơi, những kỷ niệm yêu thương. Và cứ thế, mỗi độ thu về, lại nhớ Hà Nội da diết, nhớ con phố Nguyễn Du, nhớ mãi Hà Nội. Vâng, các bạn thân mến, vừa rồi là những dòng thư từ miền Nam gửi ra. Hường xin được cảm ơn anh đã chia sẻ với Hường những kỷ niệm. Cảm ơn anh đã dành một tình yêu tha thiết cho Hà Nội và cho người Hà Nội. Khi chương trình này phát hành thì Hường hy vọng rằng người bạn gái năm xưa của anh, cô gái Hà Nội mà anh đã từng yêu, một lúc nào đó sẽ nghe được những dòng tâm sự này của anh và cô ấy sẽ cảm nhận được tình yêu và nỗi nhớ mà anh đã dành cho cô ấy. Còn bây giờ các bạn hãy nghe Hường hát ca khúc Nhớ Mãi Hà Nội, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Hồng Phúc, một nhạc sĩ đến từ phương Nam và cũng chính là chủ nhân của những dòng tâm sự mà Hường đã chia sẻ với các bạn lúc nãy. Nước mặt hồ Gươm nhẹ nhẹ
sóng lao xao. Còn phố cũ đợi ai chiều nay về? Hà Nội ơi, những kỷ niệm yêu thương. Ánh nắng vàng đẹp lắm những mùa thu, hạ cánh phượng hồng vui đùa trong trang vở, ngát hương hoa sữa mùa đông vừa hé mở, thơm nồng nàn gợi nhớ thua yêu đương. Có khúc nhạc làm sưởi ấm hôn ta, ngày tháng đợi chờ em làm tôi mơ mộng, bước trên con phố mình trao lời ước hẹn mai này về. Khúc Nhớ Mãi Hà Nội, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Hồng Phúc mà Hương vừa hát dưới sự hỗ trợ đệm đàn của nghệ sĩ guitar Lê Việt Cường, chính là món quà mà Hương dành tặng cho các bạn trong chiều nay. Chúc các bạn trong ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh sẽ có thật nhiều niềm vui để ngày mai sẽ bắt đầu một ngày làm việc mới. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại vào chiều mai.